mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh quê thống gia đình, lung linh cùng đoàn cùng vui, lung linh ba mẹ thương con. Được chưa? Nó dễ thôi. Rồi để xem. Ba là cây nến vàng, ba là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba là nến lung linh. Ha 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 ha. Thắp sáng một gia đình, con và ba thương mẹ. Con và ba thương mẹ. À, chúng ta bên kia sẵn và hãy lên. Rồi bên kia đề nghị ba người đó hả? Không ấy bước ra. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba là nến lung linh, la 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 la, thắp cho một gia đình, con và ba thương mẹ. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, la 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 la, một mình ba thương mẹ với con. Lên lại lên ba ảnh lại cho con lên. Ảnh lại lên. Ba là cây nến vàng, ba là cây nến xanh, con là cây nến hồng, một mình mẹ thương ba với con. Con này đứng hình như hả? Đứng hình như hả? Ba là cây nến vàng, ba là cây nến xanh, con là cây nến hồng, một mình con thương ba với mẹ. Bé kia bỏ chạy luôn. À, như thế này, chúng ta vẫn giữ hiện tượng là chấm 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 chấm. Chấm ba người lại. Lý ước cô, bây giờ chúng ta sẽ chơi tiếp trò chơi là chim sổ lòng. À, người đứng chính giữa sẽ là chim.